Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video ngày hôm nay của Phát Freestyle. Chúng tôi cần phải chơi tấn công trong mọi trận đấu. Chiến thắng luôn là mục tiêu Arsenal hướng tới khi ra sân. Điều đó là không đổi cho dù là các trận đấu giao hữu tiền mùa giải hay là các trận đấu trong khuôn khổ Premier League, Champions League đi chăng nữa. Arsenal muốn xây dựng văn hóa chiến thắng, chúng tôi có cơ hội tốt trong những trận đấu tiền mùa giải để bắt đầu kế hoạch của mình. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm sau mùa giải vừa qua. Arsenal đã ở rất gần danh hiệu. Cho tới nay thì cảm giác thất vọng và tổn thương vẫn còn trong mũi chúng ta. Điều quan trọng là cần lấy đó làm động lực để trở lại mạnh mẽ ở mùa giải mới. Chứng tỏ rằng chúng tôi đã rút kinh nghiệm và cải thiện được những vấn đề của mình. Đó là phát biểu của thủ quân Martin Odegaard hồi tháng 7 khiến cho các cổ động viên Arsenal đang háo hức chờ đợi đến mùa giải mới hơn bao giờ hết. Mùa trước, khi tất cả đều tin chắc rằng câu chuyện cổ tích của Arteta cùng các học trò sẽ có một cái kết ấm áp. Ngày 12 tháng 3, khi Arsenal đè bẹp Fulham với tỷ số 3-0 trên sân Craven Cottage, vui mừng với chiến thắng, các thành viên của pháo thủ có màn mừng đặc biệt trong phòng thay đồ. Họ chụp ảnh cùng chiếc đồng hồ phiên bản thu nhỏ của Klopp em nổi tiếng với chiếc kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 11. Thông điệp của Arsenal rất đơn giản, họ sẽ cố gắng tối đa ở 11 trận đấu còn lại để giành chức vô địch Premier League. Hơn một tháng sau, hóa ra thứ Arsenal cần cũng là chiếc đồng hồ nhưng có thể vặn ngược thời gian, đưa họ về quá khứ. Chỉ có như vậy, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta mới sửa chữa được những sai lầm mà khiến câu lạc bộ trả giá rất đắt. Việc mất 6 điểm với 3 trận hòa liên tiếp, sau đó là thất bại nặng nề trước Manchester City, biến nỗ lực trong cả mùa giải trở thành công cốc chỉ sau vỏn vẹn một tháng. Chẳng cần có IQ của thiên tài thì cũng hiểu rằng sau chuỗi trận ấy, Arsenal chắc chắn không thể vô địch. Trong ngày Arsenal bị Manchester City vùi dập trên sân Etihad hôm 27 tháng 4, dự đoán của Gary Neville về Arsenal tưởng đâu hóa trò cười lại trở thành sự thật. Hồi tháng 1, Gary Neville đã nói với Sky Sports chắc như đinh đóng cột: họ không thể vô địch được đâu, Manchester City sẽ lên ngôi. Vào thời điểm nào đó thì Arsenal sẽ trải qua giai đoạn rất khó khăn. Liệu họ có thể hòa 2 trận rồi thua tiếp trận tiếp theo? Nếu điều đó xảy ra, Arsenal sẽ không còn tạo ra cách biệt điểm số với nhóm còn lại nữa. Tất cả mỉa mai Gary Neville rằng ông chỉ là một huyền thoại mõm và vì quá ghen tị với thành công của pháo thủ nên mới phán bậy bạ. Hóa ra mọi chuyện cũng không hoàn toàn phải như vậy. Cho dù tài nghệ cầm quân chỉ đáng sách dép cho Mikel Arteta, nhưng dẫu sao, Gary Neville vẫn là người đã sống với bộ môn này đủ lâu để có cái nhìn thông thái. Ông nhận thấy có những điểm yếu trong con người của Arsenal. Chẳng qua toàn đội đang phải cố gồng lên chiến đấu với trên 200% phong độ mà thôi. Nhưng chỉ cần 1 đến 2 trục trặc nhỏ là họ đã tự xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Đau đớn, tiếc nuối, nhưng đó là cơ hội để pháo thủ nhìn lại mình. Ngay từ những ngày đầu tiên khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, Arsenal là câu lạc bộ hoạt động năng nổ nhất. Các bản hợp đồng được chốt với tốc độ chóng mặt, cho thấy những cái tên này đã xuất hiện trong danh sách mua sắm từ lâu. Và Arsenal là câu lạc bộ hiếm hoi của Big Six sử dụng được nhiều tân binh đến như thế ở loạt trận giao hữu vừa qua. Bây giờ đến câu hỏi quan trọng nhất: Arsenal có thể vô địch mùa giải này được không? Chúng tôi cho rằng là có. Và dưới đây là những lý do cho quan điểm này. Đầu tiên, Arsenal đang sở hữu lực lượng mạnh và đồng đều. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là từ mùa giải 2003-2004, pháo thủ mới quy tụ được dàn sao thiện chiến và đông đảo đến như vậy. Đầu tiên trong khung gỗ thì Ramsdale nghiễm nhiên là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Mikel Arteta. Nhưng đừng quên, dự phòng cho anh thủ thành 29 tuổi người Mỹ Matt Turner. Thậm chí có thông tin cho rằng Arsenal đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ David Raya của Brentford. Có nghĩa rằng vị trí trong khung gỗ rất có thể sẽ là cuộc cạnh tranh gắt gao giữa Ramsdale và Raya nếu trong trường hợp cầu thủ này cập bến Emirates. Dịch lên hàng thủ thì Zinchenko bên phía cánh trái sẽ có hai sự cạnh tranh từ Tierney và Nuno Tavares. Bên cánh đối diện, pháo thủ có 3 cái tên bao gồm Ben White, Tomiyasu và Cedric. Với những gì đã thể hiện mùa trước, Suarez chính khó lòng thoát khỏi tay của Ben White, sau Tomiyasu là phương án dự phòng cực kỳ chất lượng. Với vị trí trung vệ, Arsenal đang sở hữu 6 cầu thủ bao gồm Graven Magalhaes, Kivior, Justy, William Saliba, Timber và Ross Houding. Ở tuyến giữa, sự cạnh tranh thậm chí còn khốc liệt hơn với 9 cầu thủ cho 3 vị trí bao gồm Kai Havertz, Smith Rowe, Lokonga, Darren Rice, Jorginho, Thomas Partey, Martin Odegaard, Fabio Vieira và Mohamed Elneny. 2 trong 3 vị trí ở đội hình chính gần như nằm chắc trong tay của Odegaard và Darren Rice. Nếu như Odegaard là đội trưởng và là linh hồn cho lối chơi của Arsenal mùa trước thì Rice sẽ là bảo đồng lịch sử của câu lạc bộ. Pháo thủ chắc chắn sẽ không chi đậm đến như vậy cho Mr. Gạo chỉ để anh ngồi trên băng ghế dự bị. Do đó suất còn lại ở hàng tiền vệ sẽ là cuộc đấu tranh cực kỳ gắt gao. Tân binh Cavert càng chơi càng hay và liên tục ghi điểm. Nếu hòa nhập tốt hơn nữa, cựu sao của Chelsea sẽ chiếm một suất ở hàng tiền vệ 3 người của Arsenal. Bằng không, Cavert sẽ phải chấp nhận ngồi dự bị, nhường lại vị trí cho những cầu thủ khác như Jorginho, Smith Rowe hoặc thậm chí là Vieira. Huấn luyện viên Arteta đã nói rằng ông ưu tiên cai đá tiền vệ, nhưng chiều cao có thể giúp cầu thủ này trở thành quân bài thiên biến vạn hóa, lúc cần có thể chơi tiền đạo. Cuối cùng, trên hàng tấn công, Arsenal cũng sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, sẵn sàng mang đến cho Mikel Arteta nhiều sự lựa chọn. Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Nelson, Gabriel Jesus
Nketiah, Balogun, Bukayo Saka, Nicolas Pepe và Marquinhos là 9 cái tên mà pháo thủ đang có. Trong số này, dễ dàng nhận biết những ai sẽ chiếm suất đá chính mùa giải tới. Đó sẽ là Martinelli, Gabriel Jesus và Saka. Thậm chí, cơ hội vẫn sẽ dành cho Trossard, một cầu thủ mà có thể tạo ra nhiều sự đột biến. Và đương nhiên, trong số những cái tên kể trên, sẽ có những cái tên sẽ phải rời đi. Đây đều là những mũi nhọn đã chơi tuyệt hay mùa giải trước, góp công lớn giúp cho Arsenal cạnh tranh ngôi vương Premier League với Manchester City. Rõ ràng về mặt lý thuyết, Arsenal đang có một chiều sâu đội hình chất lượng mang đến sự yên tâm cho các cổ động viên nhà khi phải tham gia nhiều đấu trường. Nhìn vào danh sách này có thể thấy, pháo thủ đã sẵn sàng bước vào mùa giải 2023-2024 với sự tự tin cao độ, đủ sức ganh đua trên nhiều mặt trận. Thứ hai, lối chơi ăn ý, đẹp mắt. Từ mùa trước cho đến giai đoạn giao hữu tiền mùa giải, màn trình diễn tổng thể của Arsenal luôn mang lại cho người hâm mộ một cảm giác rất phấn khích về vị thế của họ ở thời điểm hiện tại. Cho dù đá với đội nào đi chăng nữa, đoàn quân của Arteta vẫn cho thấy dáng dấp của một ông lớn, dáng dấp của một câu lạc bộ đã giành vị trí Á quân Premier League mùa trước, chỉ chấp nhận thua mỗi Manchester City, một đội bóng quá toàn diện. Arsenal chính xác đã thi đấu với tâm thế cửa trên, họ không ngần ngại áp đặt lối chơi, tự tin phối hợp với sự bài bản thường thấy. Barca là đương kim vô địch La Liga, vừa mới thắng Real Madrid từng bừng, ấy thế mà gặp Arsenal lại bị đấm không trượt phát nào. Thứ ba, có một huấn luyện viên tài năng. Mikel Arteta là một trường hợp điển hình về sự kiên nhẫn, cách làm việc có kế hoạch và tầm nhìn rất rõ ràng, mạch lạc. Một huấn luyện viên kém cỏi có thể đã phải cúi đầu trước sự tức giận của người hâm mộ Arsenal sau khởi đầu thảm hại 2 năm trước. Nhưng bất chấp tất cả, bãi đạo của pháo thủ không bao giờ nghi ngờ kế hoạch của Arteta trên con đường giúp cho pháo thủ tìm lại đỉnh vinh quang. Chiến lược gia 41 tuổi đã làm việc không biết mệt mỏi để kết nối Arsenal với người hâm mộ. Phong cách huấn luyện nhiệt huyết của Arteta ở đường biên có thể khiến cho các đối thủ cảm thấy khó chịu. Nhưng từ đó có thể thấy đặc điểm của Arsenal dưới bàn tay của Arteta: trẻ trung, nhiệt huyết, đầy đam mê. Cựu cầu thủ Julio Baptista là một trong những người rất ấn tượng với Arteta. Tại sao Arsenal lại không thể vô địch cơ chứ? Arsenal một trong những câu lạc bộ tốt nhất châu Âu. Chúng tôi biết rằng khoảng 8 năm trở lại đây, Arsenal đã không thể hiện được phong độ tốt nhất cũng như không thể cạnh tranh được những danh hiệu. Nhưng bây giờ, với Mikel Arteta, Arsenal có điều gì đó rất khác biệt. Họ đã bắt đầu xây dựng một tập thể mạnh mẽ. Tại sao không? Arteta có thể sẽ là chìa khóa. Và cuối cùng đó là bài học xương máu từ mùa trước. Thất bại mùa giải trước có lẽ vẫn là một thất bại khiến cho một vài cầu thủ đau đớn, nhưng nó sẽ là động lực rất lớn giúp cho Arsenal nhìn vào và nâng cấp bản lĩnh của bản thân. Họ hiểu rằng trong một giải đấu có Manchester City thì không thể nhởn nhơ hay chủ quan được. Đá trận nào là phải dứt điểm trận ấy, đặc biệt là ở giai đoạn cuối mùa. Bất cứ trận nào cũng phải coi như trận chung kết. Tất cả đều đã thấy khả năng nước rút của Man City kinh khủng thế nào. Liverpool dưới thời Jurgen Klopp mạnh kinh khủng mà vô địch mỗi lần là đủ hiểu Arsenal sẽ phải cố gắng ra sao nếu muốn lật đổ ách thống trị của Manchester City tại Premier League. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi và hy vọng rằng với những lý do trên, cộng thêm sự lạc quan và sự đoàn kết từ cổ động viên cho đến các cầu thủ của Arsenal, họ sẽ làm nên chuyện ở mùa giải mới. Xin chúc may mắn!